gì đây? Con trứng. Con đang luộc trứng hả? Con mở ra nè. Trứng chưa? Cá đi, cá sắp chín rồi đó.
Rồi đổ ra dĩa cho mẹ nào. Rồi mẹ đem lên cho khách hàng nha con. Cho các bạn khách hàng ăn nè. Rồi các bạn ơi, cá đã chín rồi đây. Các bạn ăn đi. Ủa cho nó cái này á, bạn này muốn hấp lên. Bánh bao mình bạn bắt bạn muốn hấp lên á, mình bỏ vào đây mình hấp nha. Nhiều đâu. Đây bỏ vào chồng vào đây nè, hấp lên. Rồi, hay là bây giờ mình luộc gà đi. Mình luộc gà ăn đi. Đây, gà đây các bạn ơi. Wow, nguyên một con gà luôn. Ở dưới đây nha. Cái này đắp lại đi. Luộc, luộc đi. Hầm, hầm gà đi. Chứ mày lột. Được rồi. À lột cua phải không? Bắt lên bếp đi nào. Cũng nhận nha. Bếp ăn thịt mấy em cua. Rau củ quá trời luôn, hay là mình hầm rau củ ăn đi. Yeah. Mình hầm rau củ ăn đi, mẹ xem coi có những trái gì, củ gì nào. Ý, có củ cà rốt nè, bỏ vào nồi luôn. Đúng rồi, có củ gì nữa nào. Có trái bắp nữa nè các bạn, bỏ vào luôn. Đang hầm bỏ được. Ờ, trái bắp này nhỏ hơn nè. Được, cho bánh nhỏ đâu. Cái trái cây đâu có hầm chung với lại rau củ đâu con. Đâu. Đây là trái cây mà. Rồi đó, đúng rồi, hai chân đặt để đắp lại, hai chân hầm đi. Hầm lâu lên nó mới ngọt nước được các bạn. Rồi, nước mở lửa lên. Ơi, cái này mình phải để ngay ngắn lại nè. Đúng rồi. Rồi đưa cái máy sinh tố đây cho mẹ 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 xay sinh tố đây. Mời các bạn nhỏ uống nè. Mấy bạn khách hàng của mình nè. Mấy bạn ăn xong rồi, bây giờ mấy bạn cũng uống sinh tố đó. Con đưa cho mẹ cái máy xay sinh tố đi. Con đi làm. Con đang nấu ăn mà. Mẹ phụ con làm sinh tố. Làm đi chỗ này đi. Ừ, con đưa cho mẹ cái máy xay xay đi. Đưa cho mẹ máy xay đi. Rồi, mẹ phụ Hoa Chanh làm nha. Hoa Chanh đầu bếp bận quá. Đầu bếp bận rộn quá, để mẹ phụ đầu bếp nha. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ muốn uống sinh tố gì nào? Cái gì mà có con? À, chị ơi cho em một ly sinh tố chuối nha. Ok em. Cái này. Bạn nhỏ này muốn uống gì? Dạ, cho em một sinh tố khế được không chị?
em rồi. Đây, để đây nè, bỏ vào. Rồi, để đắp lại. Bỏ máy lên. Các bạn thấy không? Rồi, mở đắp ra. Đổ ra nha các bạn. Rồi, xin tố có rồi nè em ơi. À, mà em uống. Cảm ơn chị. Con cho em uống xin tố. Xin tố. À, mẹ còn phải làm cho bạn này xin tố chú nữa con à. Lại, tao rồi. Con mẹ đắp lại giùm mẹ. Lại rồi, khoan chưa. Mẹ bật máy xay lên đã. Thôi chưa, để đắp lại. Rồi, xong, lấy cái ly đây. Oh, rất ngoài rồi. Rồi, đây. Rồi con mời các bạn đi. Cái này bạn ăn xong rồi á, mình dẹp xuống đi con. Rồi con bỏ xi sinh tố lên cho bạn đi. Rồi. Wow. Bạn ăn một miếng này đi. Rồi xin chào các bạn đi con. Chào các bạn. Ừ, bye bye các bạn đi. Nhìn các bạn nào. Cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn nha.